Ngày 25 tháng 2, Tiểu đoàn Bộ binh 301, Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận gần 500 chiến sĩ mới về huấn luyện tại đơn vị. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị cùng sự phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự 8 huyện thành phố, nên công tác giao nhận quân diễn ra an toàn, chu đáo, đúng theo kế hoạch đề ra. Ghi nhận của phóng viên Bản tin 48. Ngay sau khi tiếp nhận các chiến sĩ mới, đơn vị đã biên chế ổn định nơi ăn trốn ở, phổ cập nền nếp sinh hoạt, 11 chế độ trong ngày của người lính Cụ Hồ cho các chiến sĩ mới. Bên cạnh đó, các cán bộ đã hướng dẫn chiến sĩ mới kê khai lý lịch bổ sung, trò chuyện, gặp gỡ, nắm tình hình từng trường hợp cụ thể, nhằm nắm chắc quá trình công tác của bản thân, hoàn cảnh gia đình, đặc điểm tâm lý, tư tưởng, tình cảm của chiến sĩ mới. Ngày đầu quân ngũ, đôi lúc các chiến sĩ mới còn nhớ nhà, tư tưởng không an tâm. Song những biểu hiện tâm lý đó đã được cán bộ các cấp nắm bắt kịp thời thông qua sự sâu sát, gần gũi, sẻ chia chân thành với chiến sĩ. Tôi đã quyết định viết đơn đăng ký vào môi trường này. Trong 2 năm tôi sẽ cố gắng rèn luyện bản thân thật tốt để trở thành một người lính tốt. Tôi có những kỹ năng gì tôi sẽ phát huy ra cho quân đội để phát triển mạnh và vững vàng hơn. Để chiến sĩ mới an tâm tư tưởng trong những ngày đầu bước chân vào môi trường quân ngũ, các cán bộ chính trị quản lý đơn vị đã tổ chức quán triệt, giới thiệu sơ bộ về đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ đơn vị, các nội dung quy định của cơ quan nhằm tạo điều kiện để chiến sĩ mới nhanh chóng thích ứng với cuộc sống sinh hoạt trong môi trường quân đội. Đồng thời thường xuyên theo dõi, bám nắm tình hình tư tưởng, tăng cường vai trò quản lý chỉ huy của đội ngũ cán bộ tiểu đội, trung đội, gần gũi sẻ chia với các đồng chí chiến sĩ mới, sớm ổn định tư tưởng, nhanh chóng thích nghi và an tâm công tác trong đơn vị. Tôi rất tự hào vì hôm nay đã trở thành một người lính chính thức trong quân đội. Trong 2 năm sắp tới, tôi sẽ cố gắng phấn đấu, phát huy và hoàn thành tốt nhiệm vụ được quân đội đã giao và sẽ làm việc thật tốt để giúp ích cho quân đội phát triển một tầm cao mới. Trong thời gian sắp tới, nếu có cơ hội, tôi mong muốn sẽ được phấn đấu và cống hiến lâu dài trong quân đội. Xác định rõ, các chiến sĩ mới đa phần là những thanh niên vừa rời ghế nhà trường, lần đầu xa gia đình, người thân, nên thời gian đầu sẽ có nhiều bỡ ngỡ với môi trường quân đội. Do vậy, để công tác huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả tốt, Tiểu đoàn 301 chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham gia huấn luyện, có trình độ, kinh nghiệm, đặc biệt coi trọng công tác quản lý tư tưởng, giáo dục, động viên bộ đội. Ngay từ trước Tết, đơn vị chúng tôi đã làm tốt mọi công chuẩn bị, từ khu vực ăn ở cho tới các khu vực sinh hoạt, bảo đảm đầy đủ mọi cái điều kiện tốt nhất, bảo đảm cho các đồng chí chiến sĩ mới về sinh hoạt học tập tại đơn vị. Bên cạnh đó thì công tác củng cố thao trường, sửa chữa và làm mới mô hình học cụ cũng được đơn vị quan tâm, đầu tư trên 300 triệu đồng, bảo đảm cho các cái nội dung khoa mục huấn luyện của chiến sĩ mới đạt kết quả tốt nhất. Theo kế hoạch, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 2, chiến sĩ mới được huấn luyện chương trình dự khóa của Bộ Tham mưu Quân khu 5. Đến ngày 1 tháng 3 sẽ bước vào chương trình huấn luyện chính thức trong 3 tháng. Năm 2024, Trung đoàn Bộ binh 994 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ tiếp nhận huấn luyện gần 500 chiến sĩ mới đến từ 8 huyện, thành phố. Đặc biệt có một chiến sĩ nữ được gửi huấn luyện tại trường quân sự quân khu 7. Các chiến sĩ mới được biên chế vào 4 đại đội, 14 trung đội, 54 tiểu đội, huấn luyện tân binh tại Tiểu đoàn Bộ binh 301. Trong đó độ tuổi của các chiến sĩ mới từ 18 đến 25 tuổi. Trên 60% chiến sĩ mới đạt sức khỏe loại 1, 2, tốt nghiệp trung học phổ thông trên 50%, 13 đồng chí có trình độ trung cấp cao đẳng, 5 đồng chí có trình độ đại học, 100% chiến sĩ mới là đoàn viên thanh niên. Để đảm bảo công tác nhận quân diễn ra nhanh chóng, an toàn và đảm bảo đơn vị đã hiệp đồng chặt chẽ với 8 địa phương giao quân, phúc tra chốt quân số, đảm bảo chiến sĩ mới đủ chỉ tiêu, tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn về sức khỏe, chất lượng chính trị. Đến giờ phút này, thì các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành cái nhiệm vụ cái giao nhận quân năm 2024 với tinh thần trang trọng, nhanh, gọn, an toàn và tạo cái khí thế ngay từ ngày đầu cho số công dân thực hiện cái nghĩa vụ quân sự tham gia cái nhập ngũ. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho việc huấn luyện chiến sĩ mới đã được Tiểu đoàn 301, Trung đoàn Bộ binh 994 chuẩn bị sẵn sàng với quyết tâm giành thắng lợi cao nhất, đảm bảo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, hứa hẹn một mùa huấn luyện chiến sĩ mới thành công.